Top những công việc có thể kiếm cả 100 củ mỗi tháng trong mùa hè. Top 1, thợ sửa điều hòa. Mùa nắng nóng, điều hòa đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Cùng với nhu cầu sử dụng thì việc bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội tuyệt vời để các thợ sửa máy lạnh thu về thu nhập đáng kể. Theo tìm hiểu, với mức thu nhập trung bình của một thợ thường ở mức 10 đến 30 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là vào mùa nắng nóng cao điểm, thu nhập của những người thợ này có thể tăng gấp đôi, gấp ba và thậm chí đạt tới con số 100 triệu đồng mỗi tháng. Một thợ sửa điều hòa chia sẻ, trung bình tiền công là 500.000 đồng, chưa kể tiền thay vật tư, giá dao động từ 300 đến 400.000 đồng, tương đương mỗi khách thu khoảng gần 1 triệu đồng. Mỗi ngày lắp khoảng 6 đến 7 máy lạnh, ước tính thu nhập trong tháng cao điểm có thể lên đến cả 100 triệu đồng. Nhưng có lẽ công việc nào cũng sẽ có góc khuất riêng. Để kiếm được mức thu nhập này, người thợ cần phải làm việc chăm chỉ, vô cùng vất vả dưới nắng bức. Song công việc cũng yêu cầu họ phải đánh đổi sức khỏe và phần lớn thời gian bên gia đình. Điều quan trọng nhất đó là sự tích cực và cố gắng của từng thợ sẽ giúp họ đạt được thành công trong nghề nghiệp của mình và thu về một mức thu nhập cao vào mùa hè sắp tới.